Chào cả nhà mình nha, chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại cánh đồng này, mình sẽ tìm lươn để câu nha. Thì có lươn thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Ok nha, giờ mình hang đầu tiên thì cả nhà ơi, mình nhìn thấy có đầu nó thò ở đây rồi. Đó, đây rồi nha. Úi. Ôi, nhà rồi. Tạp dã man. Con đầu tiên nha. Đó, được con đầu tiên rồi. Là thùng nha. Đây, hang thứ hai nhé cả nhà ơi. Thấy cái nên đời nên rồi. Con thứ hai. Trước đây có một cái hang mới này cả nhà ơi. Ô, ăn rồi nha. Ô, nhả rồi. Lại nhả. Chay mồi nha. Xém lôi mất cả dây câu luôn. Con này có vẻ to đấy. Tí nữa thì lôi mất cả dây câu. Lôi khỏe lắm cả nhà. Rồi. Ngon nha cả nhà ơi. Rồi nha. Đó. Cũng được nha. Thôi mình tiếp tục đi tìm hang nha cả nhà ơi. Tiếp theo này có luôn nha cả nhà ơi.
Đây, mình phát hiện ở chỗ này bên này thì nó đun ra nước ở đây nhá. Mình sẽ câu cái cửa này và ăn luôn này. Đây nha. Bé rồi.